Hello, bây giờ là mấy giờ chị My? Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng. Chán giờ chín. Mình đi giúp con của mình mấy bạn ơi. Chúng ta còn chưa biết là chúng ta có nên mua hay không nữa. Không biết con nào nữa. Đó, không phải vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi đẻ con. Đẻ con, đi lên đường đẻ con mấy bạn ơi. Ok. Chuẩn bị Tôm, có bạn mới. Tôm dạo này nó có một mình là nó buồn rồi. Ok, còn bây giờ thì theo chân mình thôi, let's go. Đi vô, đi vô, đi vô. Quậy quá nha, đi vô. Số 68 mấy bạn ơi, bây giờ mình đang đi tới cái pet shop rồi mọi người. Tí nữa tôi sẽ cho mấy bạn coi những con pet ở trong đó nha. Ok các bạn ơi, tới rồi đây. Đây là cái địa chỉ mà mình sẽ đẻ con 10 ơi. Vô thôi. Tới nơi rồi. Wow, quá trời giải thưởng luôn mấy bạn ơi. Mấy cái này là mấy cái huy chương giải thưởng của mấy bé cuốn ở đây đó mọi người. Ui, nhiều quá. Rất nhiều luôn á nha. Còn đây là ảnh khách khi mà ghé mua cuốn ở đây nè mọi người. Nhiều thật sự. Có chị Đàn, Di Băng, Ngọc Trinh, Bảo Thi nữa. Nhiều lắm. Đây là poster mà cái bé mà mình thích nhất luôn nè mọi người. Cai chu đó. Đi ha. Nhiều con lắm mấy bạn ơi. Mình thích nhất là Lai Chu ở đây. Idol đó. Đúng rồi, idol trong lòng mình. Shop anh là em biết hai con là Lai Chu với con Sunny. Dạ. Biết hồi xưa, anh còn dẫn mấy bé chó già có đi bộ đúng không? Wow, cưng quá. Ôi, cũng teo quá mấy bạn ơi. Thích ghê, thích ghê. Năng động nữa. Mày nhoi nè. Con nửa tháng rồi. Nhẹ không, nó nhẹ không? Nhẹ siêu nè. Đúng cân luôn á. Ngoại xinh hơn trên hình, lông xù hơn nữa. Nhìn như nó có tóc mái, có mái ngố rồi. Đúng rồi. Cái tóc mái của nó dài á. Chứ nếu mà những bé này á mà mình rung minh kiểu mà bu á sẽ dễ thương lắm. Nhưng mà thôi đừng nên, cứ để tự nhiên như nó đẹp. Em thì thích kiểu tự nhiên hơn. Mặt tao lâu hơn bộ. Mặt tao lâu hơn bộ. Hiện tại nhìn con bé nó như vậy chứ sự lớn ra là nó thành một cặp đó. Wow. Dạ em có nuôi bé kia em có biết. Tại bé kia thì nó màu cam mà căng nghẹt lắm. Giờ nó tắt với con kia nên nó buồn rồi. Phải kiếm bạn cho nó. À, bé nó bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. 4-5 tuổi. Đó giờ là biết lâu. Đúng rồi, là cái thời trước mà em mua con đó là em đã theo dõi anh rồi, em biết anh rồi. Ở đâu rồi, chạy đâu rồi chạy. Năng động. Nhỏ. Vậy đó. Còn model thì người ta sẽ cao hơn hoặc là có một cái tiêu chuẩn như vậy, nó sẽ có ví dụ như là giờ mình thích là gì càng nhỏ nó càng đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà cái tiêu chuẩn khi chó đẹp thì nó phải có một cái hạn, ví dụ như là cái chiều cao nó là bao nhiêu kiểu vậy. Dạ. Chứ Lai Chu thì nó nhỏ, Lai Chu thì giống như là kiểu mà hot girl hoặc là kiểu mấy bạn mình
chân ngắn á mà đi đi thi cổ kiểu vậy thì không được. Nói chung vẫn được nhưng mà như kiểu là sẽ không có tính hợp mặt chân mặn chân dài như vậy. Anh là cho hay cho nó ăn ba tê hay là hàng chủ yếu tại vì cái ba tê chỉ là thấy chưa mình về cho ăn hàng trang tùm lum á, trang phô mai nữa. Không, cái đó giống như là ăn cơm á, giống như là người dạ. Ăn cơm, cái cơm là chính, còn đồ ăn là mình có thể thay đổi được. Nhưng mà giống như là chính vẫn là hạt, bé nó là vẫn hạt. Như ba tê thì có em chỉ sợ tại vì bé khi ở nhà em á là mẹ em á nuôi mà em cho nó ăn cơm. À không, nó quen ăn cơm rồi. Không được. Bởi em sợ bé này nó bị lây theo nó ăn cơm nè. Nó mà đã ăn quen á thì nó sẽ thích, ví dụ như là nhiều bé nó sẽ thích ăn cơm. Có nhiều bé thì nó sẽ nghe ăn ba tê hay là ăn cái đồ gia vị của người đó. Ví dụ như chị cho bé nó ăn đồ ăn có gia vị á, nó nghe nó quen nó thích, sau này là rất là khó nuôi. Đúng rồi, khó nuôi, bây giờ nó khó nuôi luôn. Cực lắm, nuôi cực lắm, cho nên là tốt nhất là chăn hạt. Còn ngoài ra như em hiện tại em có thể cho bé ăn thêm thịt gà. Ức gà. Ức gà. Ức bé kia cũng ăn ức gà. Ức gà luộc. Ức gà luộc thấp nha, không có gia vị nha. Tại vì dòng chó nào cũng vậy. Thấy chưa, hôm bữa đòi nêm thêm miếng nước mắm. Em biết bé này anh có hay cho nó ăn thịt lộn không? Cũng có nhưng mà lớn một xíu. Như vậy thì chưa. Nhưng mà tốt nhất thì lâu lâu thì cả một tuần dính một trứng được rồi. Nếu mà lớn nhận sau 6 tháng thì tuần cho một trứng là được. Cái đó ăn nhiều không hẳn là tốt. Nhìn cái tướng nó đi mắc cười quá nha. Ừ, cứng quá. Thì nó kiểu nó thảm sạch cho nên thảm riêng cho mấy bé. Cù teo quá mấy bạn ơi. Cưng thiệt sự luôn. Cái này hẹn của cái gì anh? Cái này rồi. Dạ, hẹn rồi nha. Đi theo cái dáng hạt à. Cho nó ăn thử đi anh. Trời ơi. Háo ăn. Bé bự. Trời ơi, đói quá, đói không chịu được nữa rồi. Ôi trời, đói quá. Nè. Thì nếu mà anh chịu qua ngâm với nước mà ấm á thì tầm 5 phút là nở rồi. Nhưng mà tại vì nó bé nó là chó con cho nên mình nên ngâm cho nó nở như vậy. Hoặc là mình ngâm dễ tìm. Đúng rồi. Nhưng mà tốt nhất nha là chó nhà em là ăn ngâm hết. Đừng có cho ăn ngâm khô. Tại vì nhiều bé nó ăn khô nhưng mà nó không chịu uống nước thêm á thì không sao. Nhưng mà nhiều bé nó không chịu uống nước á thì nó dễ bị sau này nó bị. Thì tốt nhất mình cứ cho ngâm vậy, nó đã có nước trong người đó rồi. Đi lại đây. Cưng quá à. Ok chưa? Ok rồi. Ủa mà địa chỉ shop anh ở đâu để em nói cho mấy bạn mà nếu mà ai muốn rước bé có gì có thể tới rước luôn. Hiện tại bây giờ là mình Trần Trại, bên ngoài lấy shop. Dạ. Trần Trại của mình là ở 68-1-1 Nguyễn Tư Giảng, phường 12 Gò Vấp. Dạ. Cái tên này cũng nè. Hoặc là các bạn có thể search là Hu Di Bơm. Đúng rồi, bên mình là Trại Hu Di Bơm. Dạ. Mình chỉ chuyên một dòng thôi thì nó rất là dễ. Ví dụ như mình ra bé shop thì mình có thể mua được tất cả dòng. Nhưng mà riêng mình là chỉ là gọi là chạy cho nên mình có thể mua một dòng thì nó sẽ ấy hơn. Dạ. Tâm hơn. Rồi ngoài ra bé shop thì người ta cũng đủ dòng. Như bé này bên mình là giấy tờ gia phả đầy đủ. Dạ. Đây, ở đây mình zoom vô cho mấy bạn coi. Đây là Facebook, số điện thoại, Zalo luôn nè mọi người, email luôn. Đấy. Hôm qua lúc em nhắn anh là em đang qua cho chị Sài Non hai bé để lựa. Qua Sài Non chốt một bé rồi. Vân vân để chốt luôn bé kia luôn. Nuôi cưng quá mà. Ok không? Nhìn gần nó nhìn ngay. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng mua được bé cún đó rồi. Và mình đã đẻ nó thành công. Bây giờ cho nó về với con cả mười ơi. Trời ơi, cuối cùng thì nhà mình hiện tại đang có 9 con. Mọi người bất ngờ với số lượng không? Mình kêu Hi Ha làm sao lại Hi Ha quá tiện, Hi Ha mua cho mình thêm con nữa đi. Chẳng 10 con. Nhưng mà Hi Ha không có chịu. No. Tôi đang đi
về mà mọi người bỏ tôi chỉ còn chờ nè, nó âm mưu rồi á mọi người, tôi sợ mưa quá à. Mưa không biết mấy cuốn liêu của tôi sẽ như thế nào nữa mọi người. Ê, lo lắng quá, mong là chờ sẽ không mưa. Của tôi bị mắc mưa mọi người ơi, trời ơi sao cơn mưa bây giờ cái mặt của tôi nó tàn tạ luôn á mọi người. Trời ơi, mọi người tin không, tôi ướt hết từ trên xuống dưới luôn, không còn chỗ nào mà tôi không ướt luôn á mọi người. Oh, trời no. Trời ơi, mình về tới nhà rồi mấy bạn ơi. Ôi, 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 ôi. Mình đang chơi với tôm và bé này mình sẽ đặt tên cho nó tên là Tép. Tôm Tép, mọi người thấy có dễ thương không? Tôm Tép, cơm cua cá. Đúng rồi đó, sứa, thì dũ bộ, mầm, lùng đó. Nhà mình khá là nhiều tôm mọi người. Bây giờ mình đã có bé này trong tay rồi, thích quá đi thôi. Trời ơi, đang giải kìa, đang giải kìa. Nhìn nó như có con bé xíu vậy. Nhưng mà có điều con tôm đang không muốn, nó có vẻ như nó không vui cho lắm mà. Nó đang không được vui các bạn à. Chắc là nó chưa làm quen được á. Nó sợ, nó né mọi người, nó né. Đó, né nè bạn, không né. Đó, né. Rồi chạy luôn. Đó. Ồ, nhưng mà nhìn nó dễ thương quá à. Cái mặt của nó. Sưng quá trời luôn vậy mà chị Tôm không chịu chơi chung. Chị Tôm kỳ quá vậy chị Tôm. Nó hử gì vậy? Hử gì vậy bà nội? Trời ơi. Trời ơi, nó đang cắn cái đầu con vịt nè mấy bạn. Không, chân con vịt. Nó đang ăn thịt vịt mấy bạn ơi. Đó, coi đó kìa. Đó, nội nó nhỏ xíu mà nó lòi con gấu đi vậy nè. Cũng tin luôn á trời. Mớ bị la bị lớn à. Đó. Quậy ơi là quậy luôn. Trời ơi, dữ dội vậy ta. Đấy, mấy bạn thấy không? Kìa, có nó chạm kìa. Ở đây còn có một bé cún nữa nè. Đó, bé cún này hơi dữ không? Ờ, nó cười kìa. Trời ơi, cưng luôn mấy bạn. Mấy bạn có ước có một con bé có một bé cún cưng như vậy nuôi giống mình không? Trời ơi, mình phải thích lắm luôn. Biết bao nhiêu năm mà Hi Ha mới mua cho mình một bé cún mới đó mấy bạn. Tép ơi, Tép. Tôm ngoan, tôm nhìn gì? Mắt con tôm đang bị đau hay gì mấy bạn? Ở đây nó đang bị đỏ nè. Tí nữa mình sẽ nhỏ mắt cho nó. Chép ơi, chép à. Chép ơi. Ủa?